Khắc ông xin chào mọi người. Mao Sơn Cốc Quỷ Nhân, chương 3293. Thế giới là cái hộp cát. Tam. Nhân thần quan là thực hiếm thấy, trừ phi đối phó cái loại này tuyệt thế cường giả. Càng nhiều tình huống là tam giới nội cường giả quá nhiều, chưa chắc là đỉnh cấp cường giả. Này một bộ phận người hấp thu quá nhiều linh khí, dần dần biến cường. Nhưng lúc này không cần nhân thần quan, chúng thần sẽ tuyển ra một cái hoặc vài người, cấp cho bọn họ kỳ ngộ cùng cơ duyên, làm cho bọn họ thực lực nhanh chóng tăng lên. Sau đó trảm yêu trừ ma, nhiều sát một ít tà ma, phóng thích linh khí, liền cũng đủ một đoạn thời gian cân bằng. Chậm thì trăm năm, nhiều thì mấy trăm năm. Nhưng hết thảy đều là luân hồi, toàn bộ hồng mông vũ trụ chính là như vậy, vòng đi vòng lại. Nói xong lúc, hắn cười như không cười mà nhìn Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn tin tưởng nàng nhất định nghe hiểu chính mình, trong giọng nói ẩn hàm tin tức. Chư thần ý chí, bọn họ thế nhưng có thể tả hữu người vận mệnh, cơ duyên. Không có gì là bọn họ tả hữu không được. Nhưng bọn họ đã từng cũng là cùng chúng ta giống nhau sinh linh, thực lực cũng chưa chắc cường quá người ta. Nhưng bọn hắn bị độ hóa, đây là trọng điểm. Một khi phi thăng đến Tu Di Sơn, liền không hề là đơn thuần người. Ngươi sẽ trở thành một cái chỉnh thể. Ngàn vạn năm qua, vô số ngươi, ta như vậy cường giả, bọn họ ghé vào cùng nhau. Ngươi có thể đem bọn họ coi như là một cái độc lập thần. Hắn có thượng trăm cái chúng ta như vậy cường, cho nên hắn không gì làm không được. Thiên địa đại đạo tuy rằng không phải bọn họ định, nhưng trên đời sinh linh đều nhảy không ra bọn họ khống chế. Cũng may bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa làm gì chuyện xấu. Này phiên giảng thuật quả thực điên đảo Nhuế Lãnh Ngọc thế giới quan. Nàng thần sắc phức tạp mà ngồi ở đệm hương bồ thượng. Nguyên bản thâm thúy đến làm người cái gì đều nhìn không tới ánh mắt, cư nhiên xuất hiện một tia sợ hãi cùng mờ mịt. Hắn trước nay không nghĩ tới này thế giới vô biên chân tướng cư nhiên là cái dạng này. Qua đã lâu, hắn mới khôi phục trấn định, ngữ khí đã lộ ra kiên định. Nếu này hết thảy là thật sự, lão sư vì cái gì không còn sớm nói cho ta? Hơn nữa, này cùng lão sư trước kia thế giới quan cũng không nhất trí. Phong Đô Đại Đế bất đắc dĩ thở dài nói, Tu Di Sơn sở dĩ kêu không thể biết nơi là bởi vì chúng thần không quá thích bị người biết. Liền tính là ta cùng Địa Tạng Bồ Tát trước kia đối bọn họ cũng biết không nhiều lắm. Ta cũng là gần nhất mới hiểu thấu đáo chân tướng,
minh bạch này hết thảy căn nguyên. Nhuế Lãnh Ngọc tỏ vẻ hoài nghi, không phải năm đó cửu thiên huyền nữ đi tìm ngươi? Ở kia lúc sau, ta lại trải qua 81 kiếp. Phương thành âm ti chi chủ, lúc trước đủ loại, đã sớm đã quên. Lại nói, năm đó cửu thiên huyền nữ tìm được ta, chỉ cung cấp lựa chọn, vẫn chưa nói ra có quan hệ tu di sơn chân tướng. Cho nên, ngươi trăm ngàn năm qua cũng chưa hiểu thấu đáo, hiện giờ ngắn ngủi mười mấy năm lại hiểu thấu đáo. Nhuế Lãnh Ngọc có điểm nghi hoặc. Phong Đô Đại Đế không trả lời này vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, lão sư nói cho ta này đó có gì dụng ý, không sợ ta tiết lộ? Ngươi cũng không có người tiết lộ. Lại nói, mấy tin tức này ít ngày nữa liền sẽ truyền khắp thiên hạ, thiên kiếp không để yên. Chỉ vì ngươi Thái Âm Sơn cường giả quá nhiều, Tới rồi nên thu hoạch thời điểm. Ngươi là chúng tặc đứng đầu, đứng mũi chịu sào. Nếu cửu thiên huyền nữ tới tìm ngươi, ngươi phải làm như thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc không chút suy nghĩ nói, lão sư biết ta lựa chọn kia sẽ có nhân thần quan tới đối phó ngươi, cho nên nếu tìm được ngươi, ngươi hẳn phải chết. Nhuế Lãnh Ngọc không nói. Ngươi muốn hỏi ta có biện pháp nào không phá giải? Ta đã nghĩ tới. Phong Đô Đại Đế đi đến nàng trước mặt nói, hảo, khóa thượng, xong rồi. Nhuế Lãnh Ngọc đứng dậy, sửa sang lại dung nhan, lấy thập phần trang trọng dáng vẻ, đối Phong Đô Đại Đế khom mình hành lễ. Đa tạ lão sư dạy bảo, hiện tại ngươi có thể động thủ. Phong Đô Đại Đế thản nhiên nói. Nhuế Lãnh Ngọc ngóng nhìn hắn, nói, lão sư, ta vẫn luôn có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta sợ làm hết thảy, ngươi thật cảm thấy là sai? Thiện ác đúng sai với ta không có ý nghĩa. Ta là tam giới quy tắc giữ gìn giả, mà ngươi là kẻ phá hư. Mười sáu năm trước, ta từ Thái Âm Sơn tới, lúc ấy ta không nắm chắc thắng ngươi. Rồi sau đó ta thu hồi linh thân, ma hợp 16 năm, hiện giờ liền tính là lão sư cũng cần kém ta nửa rù, cho nên ta chính mình tới. Lão sư có cái gì phân phó? Ngươi nhìn xem bên ngoài. Nhuế Lãnh Ngọc đi theo hắn cùng nhau xoay người, nhìn về phía ngoài phòng, hoa viên nhỏ đã chiếm đầy người, đều là âm ti phải tính đến cường giả. Quang tư chủ cái này cấp bậc liền tới rồi mấy chục cái. Bất quá ở Nhuế Lãnh Ngọc trong mắt, này đó đều như con kiến giống nhau. Lão sư là lo lắng ta giết bọn họ, điểm này xin yên tâm. Ta tới là vì sửa đổi quy tắc, không phải vì giết chóc. Ta muốn ngươi duy trì âm ti quy tắc,
như vậy vận hành đi xuống. Này chỉ sợ không được, ta muốn chính là thay đổi tam giới quy tắc, nếu không liền tính này âm chủ chi. Này liền tính này âm phủ chi chủ vị trí, đối ta cũng không bất luận cái gì hấp dẫn. Phong đô thành chi vận chuyển có bốn kiện pháp khí: Long Lân, Phượng Vũ, Thiên Thư, Thanh Đỉnh, phân loại bốn môn, vì phong đô thành, phong thủy, tứ bảo. Một khi tổn hại, phong đô thành đem hủy trong một sớm. Địa khí tiết lộ, toàn bộ quỷ vực đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, tiến tới âm dương thất hành, ảnh hưởng đến nhân gian. Hiện giờ ta đem bốn kiện trấn quốc chi khí phân phối với bốn người bảo quản. Ngươi nếu dùng sức mạnh, bốn người đem hủy diệt thần khí, làm này âm dương hai giới lâm vào vĩnh cửu vô tự chi hoàn cảnh. Ta tưởng này không phải ngươi muốn kết quả. Nhuế Lãnh Ngọc mày hơi hơi nhăn lại tới, bừng tỉnh minh bạch phong đô đại đế. Làm hắn quay đầu đi nhìn cái gì? Âm ty phát sinh nhiều như vậy đại biến cố, nhưng thôi thiên tử, Chuyển Luân Vương, Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, bốn người này một cái đều không ở. Nguyên lai phong đô đại đế sớm vì này hết thảy làm tốt chuẩn bị, đồng quy vu tận. Loại sự tình này không giống lão sư việc làm. Ta chỉ là áp chế ngươi, tạm thời không cần làm ra thay đổi. Phong đô đại đế mỉm cười, lại nói, ngươi còn có càng chuyện quan trọng đi làm. Ngươi muốn đuổi ở Cửu Thuyên Huyền Nữ tìm được nhân thần quan phía trước, tìm được hắn, giết hắn, như vậy ngươi mới không có nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm tiến hành cải cách, không phải vậy sao? Nhuế Lãnh Ngọc không có lên tiếng. Đích xác, phong đô đại đế quá hiểu biết chính mình. Nếu này hết thảy đều là thật sự, kia chính mình tuyệt không cho phép nhân thần quan tồn tại, tới uy hiếp đến chính mình thống trị. Huống chi, hắn sắp sửa tiến hành kia tràng nghiêng trời lệch đất cải cách là vì toàn bộ tam giới, không phải vì chính mình một cái. Nếu này cải cách tiến hành đến một nửa, chính mình lại bị nhân thần quan giết, kia không riêng hết thảy vất vả uổng phí. Nếu cải cách không hoàn toàn, vậy thành chân chính phá hư, còn không bằng duy trì hiện trạng. Lần này Khắc Công đọc ở một trang web khác nên cái lối dịch nó hơi khác nha các bạn. Trang web kia mà Khắc Công hay đọc cho các bạn, người ta đã nghỉ lễ rồi, người ta không ra chương mới nữa. Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, chương 3294, Tu Hú Chiếm Tổ 1. Chính mình tuyệt không thể mạo hiểm như vậy. Phong đô đại đế như là biết hắn suy nghĩ cái gì, nói, nhân thần quan cũng không phải tùy tiện tìm, đệ nhất phải có tuyệt đỉnh thực lực, nếu không nguyên thần cùng linh thân vô pháp thừa nhận chúng thần chi linh. Đệ nhị phải có không biết sợ tinh thần cùng vô tư tâm, đồng thời có được này hai dạng khác biệt người, thế gian hiếm có. Cửu Thiên Huyền Nữ cũng muốn từng cái đi khảo sát, ngươi tương đương là ở cùng nàng cạnh tranh,
vãn một chút, hết thảy đều không còn kịp rồi. Lão sư, nếu ta cưỡng bách ngươi đem trấn quốc thần khí trở về vị trí cũ, ngươi sẽ tòng mệnh sao? Tiền đề là ngươi có thể tìm được ta. Nhuế Lãnh Ngọc khó hiểu mà nhìn hắn, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt nháy mắt biến thành màu xanh thẫm. Ánh mắt ở Phong Đô Đại Đế trên người đánh giá lên. Không cần nhìn, ta chỉ là một sợi thần niệm. Phong Đô Đại Đế tựa hồ thực vui vẻ. Ta nguyên thần 16 năm trước liền tiến vào luân hồi đạo, hiện giờ đã đầu thai làm người, hiện tại đã 16 tuổi. Ngươi phía trước hỏi ta như thế nào đột nhiên lĩnh ngộ đã có quan hệ tu di sơn hết thảy. Phía trước ta vẫn chưa công đức viên mãn, muốn tới nhân gian rèn luyện một hồi, hoàn thành kiếp số. Từ trước vẫn luôn không dám đi là bởi vì sợ ngươi nhân cơ hội tấn công Phong Đô Thành. Ngươi một khi bị nhốt, ta liền rỗi rảnh đi luân hồi. Kinh. Tính toán ghê thật. Ở đi đầu thai phía trước, ta đi tu di sơn, liều mạng linh thân bị hủy, bước lên đỉnh nối, cuối cùng có cơ hội cùng chi thần ý chí giao lưu, được biết này hết thảy. Ta lo lắng ngươi tóm lại phải về tới, ở phía trước an bài hảo hết thảy, sau đó lưu lại một mạt thần niệm ở chỗ này chờ ngươi. Hiện tại ngươi biết hết thảy. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn chậm rãi nói, lão sư, ngươi thật đúng là làm ta giật mình a. Còn có một việc ta không nói cho ngươi, hạ một người thần quan, rất có thể là ta. Phong Đô Đại Đế nói xong thở dài, ngươi, ta, thầy trò một hồi, chưa từng tưởng sẽ có hôm nay. Ngươi sẽ chiều ta nói đi làm đi. Hết thảy đều bị ngươi tính kế hảo. Bất quá, ta sẽ từ nhân gian tìm được ngươi. Ta đây liền chờ ngươi. Ngươi ta thầy trò, ít nhất còn có một lần gặp mặt cơ hội. Ít nhất. Nói xong, hắn xoay người mặt hướng bên ngoài, nhìn hắn những cái đó thủ hạ chắp tay. Sau đó bóng người ở trước mắt bao người càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Mọi người ngây ngốc mà nhìn một màn này, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lão sư, ta cho rằng ta đã thắng, không nghĩ tới giao phong vừa mới bắt đầu a. Dù cho các ngươi cơ quan tính kế, dù cho tu di sơn có thần trưởng khống hết thảy, nhưng ta có vô thượng pháp lực, ta không sợ các ngươi. Nhuế Lãnh Ngọc mở ra kết giới đi ra ngoài, mọi người bản năng sau này lui, một đám đều nhìn chằm chằm nàng xem. Đại đế qua đời, về sau ta là Phong Đô Thành chúa tể. Mọi người nghe thấy những lời này nhất thời không phản ứng lại đây, theo sau liên tưởng đến vừa rồi kia một màn mới dần dần nhận rõ hiện thực. Sau đó một đám tín niệm đều sụp đổ,
bọn họ không thể tin được sẽ có loại sự tình này phát sinh. Không thể tin được mấy ngàn năm tới nay vẫn luôn trấn thủ Phong Đô Thành, bọn họ lãnh tụ cư nhiên đã chết. Ngươi nói dối. Một cái kim giáp quỷ võ sĩ dẫn đầu, triều Nhuế Lãnh Ngọc vọt qua đi. Nhuế Lãnh Ngọc tay vừa nhấc, một đạo ngũ hành chi lực phong giống nhau xẹt qua. Kim giáp quỷ võ sĩ lập tức đứng lại bất động, trên mặt biểu tình thập phần thống khổ. Nhuế Lãnh Ngọc búng búng ngón tay, chỉ nghe một trận xôn xao giòn vang. Kim giáp quỷ võ sĩ tính cả hắn trên người khôi giáp cùng nhau băng toái, chia năm xẻ bảy. Này thảm thiết một màn lại không có dọa đến người khác, càng nhiều người nhằm phía Nhuế Lãnh Ngọc. Lần này Nhuế Lãnh Ngọc không lại giết người, hắn không thể đem tất cả mọi người giết. Phong Đô Đại Đế nói không sai, hiện giai đoạn ổn định mới là đệ nhất. Hắn còn cần những người này tạm thời duy trì trật tự, chính mình hảo hảo tập trung linh tinh lực đi tìm Phong Đô Đại Đế ở nhân gian chuyển thế linh thân. Nàng vươn đôi tay phóng xuất ra âm dương nhị khí, trong người trước kết thành một đạo cường đại kết giới. Đối thủ của hắn bên trong nhiều là âm ti tinh anh cường giả, còn không thiếu hơn 10 vị tư chủ. Nhưng mọi người cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị kết giới chặn. Muốn thuần phục những người này nhưng thật ra rất phiền. Nhuế Lãnh Ngọc đang định bứt ra, chỉ thấy một đạo nhẹ nhàng bóng người bay tới, đứng ở nóc nhà tối cao chỗ, trong tay đong đưa một chuỗi sáng lấp lánh đồ vật. Mọi người cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, thấy là thiên tử cầm tiết. Người tới đúng là thiên tử điện áp tư Tiêu Dật Vân. Thôi thiên tử có lệnh, đại đế đã qua luân hồi chuyển thế, ít ngày nữa vẫn đem trở về âm ti. Hôm nay tu hú chiếm tổ, đúng là âm ti to lớn kiếp. Đại đế sớm đã dự đoán được hôm nay. Với thôi thiên tử chuyển luân vương, Diêm La Vương chờ chư vị vương giả đã vương gia đã sớm phân trần minh bạch. Âm tuy đổi mới chủ nhân nhưng hết thảy cơ cấu bất biến, chư vị đương nghe theo đại đế chi mệnh, ai về chỗ nấy. Các tư này chức chậm đợi đại đế trở về. Một phen lời nói làm tất cả mọi người trợn tròn mắt. Liền tính này thật là đại đế chi mệnh, thiên tử cầm tiết sẽ không giả. Thôi thiên tử cũng không có khả năng giả mạo chỉ dụ vua. Nhưng vô cực quỷ vương sẽ phối hợp sao? Hắn nếu được đến Phong Đô Thành còn không đem bọn họ sát cái sạch sẽ. Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên thu hồi kết giới, nói: các ngươi đi thôi, hết thảy như cũ. Một đám cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai, ngây ngốc đứng. Đều đi thôi, thiên tử hiệu lệnh, các ngươi không nghe thấy. Tiêu Dật Vân đứng ở nóc nhà, đong đưa trong tay thiên tử cầm tiết. Liền vào lúc này lại một người bay lên nóc nhà, đứng yên lúc sau mọi người xem thanh, là Từ Văn Trường. Từ Văn Trường tay cầm chuyển luân vương pháp ấn, lấy chuyển luân viên miệng lưỡi nói một đoạn cùng loại nói, mọi người cho nhau nhìn.
bắt đầu lòng có không cam lòng mà xuống sân khấu. Có chút người hai mắt rưng rưng, có người thất hồn lạc phách, nhưng vẫn là một đám đi rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu nhìn đứng ở nóc nhà Từ Văn Trường cùng Tiêu Dật Vân, nói: làm phiền hai người cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi. Vô Cực Quỷ Vương chiếm lĩnh Phong Đô Thành tin tức thực mau liền truyền khắp âm ty. Này có thể là âm ty mấy ngàn năm qua lớn nhất một hồi biến cố. Không tính thượng 16 năm trước kia một lần chiến tranh, nói mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, rất nhiều quỷ hồn thậm chí nếm thử thoát đi âm ty. Cuối cùng Thôi Thiên Tử tính cả vài vị vương gia phát động chín đỉnh ở Phong Đô Thành bốn phía bố trí, khởi cường đại pháp trận đem cả tòa thành bao lại, ai cũng ra không được. Tiếp theo vài vị vương gia triệu tập tư chủ mở họp truyền đạt sự tình chân tướng, các tư chủ lại truyền đạt đi xuống. Vâng, video hôm nay của Khắc Công đến đây là hết. Tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của Khắc Công. Không ngờ Vô Cực Quỷ Vương lại làm vua âm ty dễ dàng như vậy. Không ngờ Phong Đô Đại Đế đã đi đầu thai. Có lẽ nào là Diệp Tiểu Mộc chăng? Bye bye mọi người.